Dạ, Bố Nguyễn xin kính chào tất cả ông bà, cô bác đã quay trở lại kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Rất là vui khi được mỗi ngày Bảo Việt được giới thiệu đến cô chú anh chị mình những căn nhà giá rẻ, những căn nhà pháp lý đảm bảo. Đó cũng những là tiêu chí, cũng như là những cái gì mà Bảo Việt đang hướng trong cuộc sống này. Vì mỗi một ngày Bảo Việt giới thiệu được cho cô chú anh chị mình những căn nhà mà cô chú anh chị mình an cư, lập nghiệp, cũng giúp cho kênh Nhà Đất của Bảo Việt tạo được uy tín cũng như lòng tin đến khách hàng. Thì hôm nay Bảo Việt tiếp tục giới thiệu cho cô chú anh chị mình những căn nhà phân khúc dưới 1 tỷ như cô bác anh chị. Chắc hẳn khi mà cô bác anh chị mình đi đầu tư hay làm bất cứ một cái vấn đề gì đó thì mình cũng muốn mua không bị lầm giá, không bị hở giá. Và cô chú anh chị mình cũng muốn mua cái gì đó nó phải xin lời. Nhưng mà có những cái vấn đề trong cuộc sống mình không lường trước được cô chú anh chị, đặc biệt là về vấn đề mua bán bất động sản, cái giá trị nó lớn. Cô chú anh chị mình sẽ đôi lúc đắn đo suy nghĩ. Thì hôm nay Bảo Việt giới thiệu cho cô chú anh chị mình mua cái dãy nhà này, cô chú anh chị mình không sợ bị lầm giá luôn. Vì khu vực nhà này đã xuất hiện trên kênh Nhà Đất của Bảo Việt một lần rồi. Và nếu như cô chú anh chị mình theo dõi kênh Nhà Đất của Bảo Việt lâu rồi, cô chú anh chị mình sẽ biết dãy nhà này có 30 căn. Những clip trước thì Bảo Việt giới thiệu cô chú anh chị là có giá 850-800, đủ giá hết trong phân khúc này. Và nhà vừa mới xây dựng luôn, do lâu quá anh chủ đầu tư tên Thanh, anh đang kẹt vốn ngân hàng của chú anh chị và tiếp tục hạ giá cho mình luôn, chấp nhận bán lỗ luôn. Và hiện tại bây giờ chỉ còn là 720 triệu với cái diện tích là ngang 3,5 m, dài 9 m, 1 trệt 1 lầu, tất cả thông tin Bảo Việt cung cấp là hoàn toàn chính xác 100%. Đường trước nhà ở đây thì cô bác anh chị mình thấy nè, Bảo Việt đang đi trong cái dãy lốc A bên đây, và bên này là lốc B, còn một dãy lốc C nữa nha cô chú anh chị. Đường chiều ngang này là khoảng tầm là 3,5 m đến 4 m luôn. Xe ô tô là mình có thể mình chạy tới nhà được luôn nha cô chú anh chị. Và địa chỉ nhà của mình hôm nay nằm trên tuyến đường chính Quỳnh Văn Tiết. Từ vị trí nhà mình ra khu vực chợ Hưng Long chỉ đâu đó khoảng tầm là 1 cây số thôi. Và đất của mình là thổ cư 100% luôn. Mẫu nhà mái thái quá là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Nhà mới hoàn toàn 100% luôn. Hôm nay Bảo Việt chọn cái căn B6 làm mẫu ha. Cô bác anh chị mình thấy nè, quá là đẹp luôn. Nhớ lại ngày nào Bảo Việt bán những căn nhà bên đây nè, có cái diện tích chiều ngang nó nhỏ hơn của chú anh chị, chỉ có ngang 3,5 m, dài 6 thôi, đã 750 triệu rồi. Những vị khách hàng cũ ở đây mua của Bảo Việt là ai cũng biết hết. Còn bây giờ là Bảo Việt bán cái dãy bên đây là chiều ngang 3,5 m, dài 9 ha, diện tích gần bằng rưỡi luôn của chú anh chị, mà giá chỉ có 710 triệu đồng thôi cô chú anh chị, 701 720. Và cô chú anh chị mình còn thương lượng trực tiếp với Bảo Việt ha, tùy căn cô chú anh chị mình chọn căn nào cũng được ha. Và nhà của mình là có đồng hồ điện riêng, nước riêng luôn. Phân khúc dưới 1 tỷ quá là đẹp luôn cô chú anh chị. Mặt diện theo ốp gạch đá bóng kiến khá là đẹp ha. Phía trước này mình có thể mình trồng cây kiểng cũng được. Và nhà mình có một lớp cửa 4 cánh ha, bằng sắt kết hợp với kính mờ. Và nếu như cô chú anh chị mình mà thích combo mà Bảo Việt hôm nay quay căn mẫu này, mình muốn trang trí y như vậy ha, thì mình sẽ cộng thêm đâu đó là tầm 4-50 triệu ha. Còn nội thất như thế này thì Bảo Việt không có tặng nha cô chú anh chị, vì cái giá này bán đã quá lỗ rồi. Còn nếu như mình thích nội thất thì cứ liên hệ cho Bảo Việt, Bảo Việt sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị mình làm nội thất y như vậy luôn, cộng thêm khoảng tầm 4-50 triệu ha. Có bộ ghế sofa nè, rồi kệ tivi như thế này rất là đẹp ha. Ở phía trước mặt diện thì cô chú anh chị mình tha hồ mình trang trí luôn, rồi mình trang trí thêm những cái bình rượu theo những cái khung lam gỗ này cũng đẹp ha, bạc tam cấp. Còn không thì mình để trống, mình về mình mua căn nhà 701-720 để mình tự trang trí. Nó cái đó là sở thích của mỗi người, Bảo Việt không có ép ha. Bên tay phải này đây thì mình có thể mình trang trí một cái đồng hồ treo tường như thế này cũng khá là đẹp nè. Rồi mình cũng trang trí thêm những cái bậc thềm phía bên nhà này, gạch ốp tường lên để trang trí thêm cho căn nhà của mình nó trở nên nó bắt mắt hơn, nó cuốn hút hơn. Gạch ốp tường cũng ốp lên cho mình khoảng tầm đâu đó là 1,2 m ha. Và đèn phòng khách của mình đầy đủ ánh sáng ha. Nếu mình không thích cái đèn giữa nhà thì mình có thể mình làm cái quạt cũng được. Cô chú anh chị mình có thể trang trí hai cái ô tranh phía bên tay trái này cũng được luôn. Mình dán tranh lụa 3D gì đó tùy vào sở thích của mình, có quạt có đèn sẵn hết rồi ha cô chú anh chị. Tiếp nối vào khoảng không gian nhà bếp của mình khá là vừa vặn ha. Căn nhà này hai phòng ngủ thì mình ở khoảng tầm 4 người 5 người, hai thế hệ, được thiết kế theo hình chữ L. Nhà bếp của mình có bên đây bồn inox luôn ha. Tủ bếp của mình là tủ nhôm ha cô chú anh chị, giả gỗ không có sợ mối mòn ăn.
bên chủ này cặp bên nhà bếp của mình thì có thể mình để một cái chậu cây kiển như thế này ưa bóng mát, hoặc không thôi mình để tủ lạnh ha, khá là hợp lý luôn, tùy vào cái cách bố trí của gia đình mình. Dưới tầng trệt thì mình có một cái nhà vệ sinh cô chú anh chị. Với mức giá mà 720 triệu một căn, mình đòi hỏi nó hoàn mỹ hơn, nó rộng rãi hơn, nó gần khu vực chợ Hưng Long, thì chắc chắn nếu như cô bác anh chị nào mà thời gian vừa qua xem nhà đất nhiều cùng Bảo Việt hoặc những anh chị môi giới khác thì mình biết nội tiền xây dựng một căn nhà như thế này cô chú anh chị thì đâu đó xem cũng là 500-600 triệu rồi mà mình còn đòi hỏi cái nhà nó đẹp hơn, nó hoàn mỹ hơn, hoàn thiện hơn thì chắc chắn không có đâu. Chỉ có chăng là những căn nhà cũ cô chú anh chị, người ta kẹt tiền lắm người ta mới bán cái giá mà dưới 1 tỷ ha. Và ở đây thì đất của mình thổ cư 100%, pháp lý thì bên Việt bao cho mình giấy tờ, mình sang tên mình chuyển nhượng luôn cô chú anh chị, mình không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nữa hết ha. Đến đây thì Bảo Việt sẽ cho mình xem sổ gốc giấy tờ cho nên mình ký yên tâm ha. Ở đây có cửa sổ luôn. Phòng ngủ của mình thì chiếm diện tích cũng gọn gàng khoảng tầm đâu đó là Việt thấy là 12-13 mét vuông ha. Mình ở mỗi phòng 2-3 người sẽ rất là hợp lý. Giữa hai căn phòng ngủ là có nhà vệ sinh luôn ha. Qua đây một tí xíu nếu như cô chú anh chị mà thích lấy nội thất thì mình cộng thêm 40-50 triệu nha cô chú anh chị. Có giường, rồi có bàn trang điểm ha, có kệ tivi sẵn hết luôn. Và bên trên của mình là lợp la phong vuông ha. Cô chú anh chị mình thấy nó cũng khá là cao ráo, rất là thoáng đãng luôn. Và rèm bên trên này cũng có luôn nha cô chú anh chị. Cửa phòng ngủ của mình thì ở phía ngoài có hai lớp ha, một cái lớp cửa sổ và một cái lớp cửa thoát hiểm dẫn thẳng ra ban công ngoài đây. Cô bác mình trồng kiển phơ đồ gì đó tiện lợi lắm cô chú anh chị. Hàng xóm của mình là trồng kiển. Còn bên trên đây thì Bảo Việt nghĩ cô bác mình ở nhà phố liền kề thì mình làm thanh sắt ngang mình phơ đồ ở bên trên này sẽ rất là hợp lý hơn ha. Và cô chú anh chị ơi, nếu như cô chú anh chị mình thích dãy nhà này hãy nhấc máy lên gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963 ha. Trước khi kết thúc video, Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình xuống lại không gian phòng khách quan sát căn nhà một lần nữa cùng Bảo Việt nha cả nhà, và cũng như là tuyến đường kết nối từ chợ Hưng Long đến khu vực nhà của mình để cho mình biết vị trí rõ ràng căn nhà hôm nay nha cả nhà. Chắc hẳn mà cái câu nói treo đầu dê bán thịt chó cô chú anh chị mình sẽ nghe rất là nhiều về lĩnh vực bất động sản, nhưng với kênh nhà đất của Bảo Việt là không có chuyện đăng ảo như cô chú anh chị. Giá như thế nào Bảo Việt cung cấp như thế nấy, vị trí như thế nào Bảo Việt cũng báo rõ ràng để tránh mất thời gian hai bên, vì mỗi một ngày thì kênh nhà đất của Bảo Việt cũng tiếp cái lượng khách cũng tương đối nhiều như cô chú anh chị, rất là nhiều cô bác anh chị có tin tưởng nên Bảo Việt cũng không có dại dột gì mà đi lấy cái uy tín và cái lòng tin từ khách hàng để mình để mất thời gian hai bên, để cô chú anh chị mình mất lòng tin với kênh nhà đất Bảo Việt. Đó không phải là tiêu chí cho kênh nhà đất Bảo Việt ha. Những cô chú anh chị nào đã mua nhà trên kênh nhà đất Bảo Việt rồi thì cô chú anh chị mình đã biết làm việc rất là rõ ràng, rành mạch từng vấn đề pháp lý, tư vấn cho cô chú anh chị mình cũng như hỗ trợ cho cô chú anh chị mình về vấn đề công chứng, vay ngân hàng, tất cả mọi thứ luôn. Cô chú anh chị mình thấy căn nhà hôm nay của mình ha, rất là đẹp luôn cô bác anh chị, có tổng là 31 căn ha, lốc A, lốc B, lốc C đều còn hết cô chú anh chị. Mình chọn căn nào thì xuống đây Bảo Việt sẽ tư vấn lại cho cô chú anh chị mình một lần nữa ha. Nếu mình cần xem giấy tờ pháp lý bản gốc, Bảo Việt sẽ mang cho cô chú anh chị mình luôn. Và giá trị mỗi căn là 710-720 thì căn nha cô chú anh chị, diện tích là ngang 3,5 m dài cho 9. Và trước khi kết thúc video, Bảo Việt muốn rõ ràng kiểm chứng cái lời nói với kênh nhà đất của mình, gửi gắm lòng tin đến khách hàng. Và Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình cùng theo chân Bảo Việt đi từ nhà ra chợ Hưng Long để mình quan sát tiến đường của căn nhà của mình một lần nữa nha cô bác anh chị. Bảo Việt đang đứng cái chỗ này cô bác anh chị, là cái ngã ba trục đường Huỳnh Nhân Tiết giao nhau với Nguyễn Thị Chanh ha. Cái tuyến đường Nguyễn Thị Chanh này là cái khúc này là mình vô nhà mình chỉ có 500m thôi nha cô chú anh chị. Và cái đường này cũng có tên gọi thứ hai là đường Thánh Thất Long Thượng ha. Và đối diện qua cái chỗ ngã ba này á, nó có cái cua, không biết là xa xa cô bác anh chị mình thấy không, bên đó là khu công nghiệp Hải Sơn ha, khu vực chợ Hưng Long. Và nay mai có làm thẳng thêm một cái đường này thông ra cái khu công nghiệp Hải Sơn, rất là tiện lợi luôn cô chú anh chị. Và bây giờ thì cô chú anh chị mình cùng theo Bảo Việt ha, đi lên chuyến đường Huỳnh Nhân Tiết từ khu vực đường Nguyễn Thị Chanh nhà mình ra Hưng Long để mình biết cái quãng đường ha. Trên đường Huỳnh Nhân Tiết này thì nhà cửa cũng nhiều lắm cô chú anh chị, ở đây thì dân cư đã mọc lên hết rồi ha. Và căn nhà hôm nay có Bảo Việt giới thiệu cho cô chú anh chị mình á,
là Bảo Việt cũng có test quy hoạch rồi, khu vực này là không có nằm trong cái diện quy hoạch, vì ở đây cũng có mở khu công nghiệp, rồi có chợ, rồi dân số dân cư cũng đông, cho nên là nhà nước không có lấy cái khu này để làm quy hoạch. Nhưng cô chú anh chị, tất cả thông tin Bảo Việt báo trên kênh là hoàn toàn đúng hết ha. Ở hai bên đường thì cô bác anh chị mình thấy người ta cũng kinh doanh nè, có quán cà phê nữa nè. Bảo Việt muốn tư vấn cho cô chú anh chị mình rõ ràng hết. Đó, bây giờ thì giờ này Bảo Việt quay cũng 18:20 rồi đó cô chú anh chị. Đường Huỳnh Nhân Tiết này là thông từ chợ Hưng Long đến chợ Long Thượng nha cô bác anh chị. Tổng chiều dài là chỉ có là khoảng tầm đâu đó là 2 cây số thôi. Đó, và nhà của mình thì nằm đoạn giữa đường Huỳnh Nhân Tiết. Đó, thì cô chú anh chị mình tính đi ha, đoạn giữa thì nó rất là gần ra chợ Hưng Long, chỉ có 1 cây số à. Đó, mình thích căn nào thì cứ liên hệ cho Bảo Việt ha. Còn nếu như cô bác anh chị mình thích mua nhà mặt tiền trên tuyến đường này thì Bảo Việt cũng có luôn nha cô chú anh chị. À, mặt tiền đường này thì giá nó cao hơn ha, khoảng tầm đâu đó là 2.4-2.5 tỷ, Bảo Việt chẳng có trên mặt tiền đường này luôn. À, mình thích thì cứ liên hệ cho Bảo Việt ha. Đó, khúc này là nhà đông nè cô bác anh chị. Đường này thì trồng cây xanh cũng nhiều. Và cái trục đường Huỳnh Nhân Tiết này á là lộ giới mình vô tới 20m nặng cô bác anh chị, còn mở rộng nữa ha. Đó, mình có con em mình cần đi học mầm non thì ở đây có nhà giữ trẻ mầm non luôn, đầy đủ hết ha. Còn đi chợ thì mình chịu khó mình ra ngoài chợ Hưng Long khoảng tầm 1 cây số ha. Còn mình muốn gần hơn thì đi chợ Long Thượng chỉ có 800m là cô bác anh chị, có 2 chợ. Đó, mình nằm trong vùng trung tâm 2 chợ thì mình yên tâm rồi. Đó, mua sắm cái gì cũng có hết. Và từ cái nhà mình hôm nay mình đi đến chợ đầu mối Bình Điền thì cũng gần lắm cô chú anh chị, đâu đó khoảng tầm 10 phút đến 15 phút đi xe thôi. Đâu tầm khoảng 7 cây số ha. Đó, trước mắt của gia đình mình đang thấy là cái tuyến đường cao tốc Long Thành Bến Lức. Cái cao tốc này đó cũng chuẩn bị vào hoạt động rồi cô chú anh chị. Nó kết nối từ tất cả các tỉnh thành miền Tây đến sân bay quốc tế Long Thành ha. Nay mai sân bay Tân Nhất mình chỉ là phục vụ nội địa thôi. Và cái tuyến cao tốc này đi ra sân bay quốc tế Long Thành là mình đi ra nước ngoài rồi thông qua cao tốc này hết ha. Kết nối từ miền Tây đến thành phố Hồ Chí Minh và về tỉnh Đồng Nai ha. Cao tốc rất là dài. Bây giờ là mình qua cái địa phận của Bình Chánh rồi đó cô chú anh chị. Mình đến đây tí xíu nè là tới khu vực chợ Hưng Long. Trục đường Huỳnh Nhân Tiết này là đối diện qua là ngay chợ, ngay Bách Hóa Xanh của chợ Hưng Long luôn cô chú anh chị. Đó, đây mình ra đến khu vực chợ Hưng Long rồi. Cô bác anh chị mình muốn đến đây xem nhà thì mình đi đến cái Bách Hóa Xanh này cũng được. Bách Hóa Xanh này là ngay chợ Hưng Long luôn ha. Đến đây nếu mình không biết đường vô thì đứng đây đợi Bảo Việt. Chợ thì đông đúc dân cư lắm cô bác. Giờ này thì Bảo Việt quay cũng hơi chảy ha, mình chịu khó mình xem tí xíu nha cô bác. Ở hai bên đường ta kinh doanh nhiều lắm cô chú anh chị, cái gì cũng có hết. Cửa hàng điện thoại, nhà thuốc tây, shop thời trang. Đó, rồi bán lo nè. Đủ hết. Bán vật liệu xây dựng, nhà khoa, khu vực chợ Hưng Long mà đông dân cư lắm cô bác anh chị ơi. Đặc biệt là những anh chị em mà làm ở chợ đó Bình Điền mình đi đến đây là rất là gần ha, chỉ có đâu đó là khoảng tầm là 15 phút trở lại thôi. Còn mình về quận 6, quận 7, quận 8, quận 11 đó, những cái quận lân cận thì đâu đó khoảng tầm là 20 phút đến 30 phút ha. Đó, đến đây là ở cổng chính của khu vực chợ Hưng Long nè cô bác anh chị. Ngày mình có mua cá mua thịt thì mình đến đây ha. Và cái chợ Hưng Long này phục vụ là tới tối luôn, tới 22 giờ luôn. Nó Bảo Việt quay giờ này là 18:30 rồi đó cô bác anh chị. Cái giờ tối là cái giờ đông nhất ha, tại vì ở đây người ta bán đồ ăn đêm á, mình mua sắm cái gì cũng có hết. Có khu vui chơi giải trí này cho mấy em nhỏ nè. Nếu như cô bác anh chị mình về
chợ đầu mối Bình Điền thì đi hướng tay phải là cầu Bưu Việt ha. Còn mình đi rẽ tay trái này thì sẽ vô khu vực khu công nghiệp Hải Sơn, dự án Resort City. Còn mình đi thẳng là ra quốc lộ 1A nữa, khoảng tầm là 3 cây số ha. Đó, Bảo Việt đã tư vấn rất là rõ ràng rồi. Rồi bây giờ Bảo Việt xin kết thúc video nha cả nhà.